Em ngay này, em có nói chuyện đâu. Chị cả. Chị cả. Lại lên. Cố gắng ăn thật đó. Nhắm mắt và ta nhìn răng. Kéo. Để kéo. Em ngay được á. Ăn đi. Anh ơi, cho em mượn cái kéo luôn ạ. Ta mới là gánh nặng của đội mày. Bắt đầu rồi. Vậy cắt cái gì nào cho ăn nhá. Nhìn đúng kiểu mẹ Thư chăm con gái Vân không? Họ là cả thế giới của nhau, của chúng ta ở bên ngoài thế giới đó. Nhìn vào nhà rồi đấy. Nào. Đang có trong quá trình tìm hiểu. Ở trước cái ngày mà nhập ngũ ấy, thì anh quản lý của chị Nam Thư và nhắn tin cho em, gửi gắm chị Thư cho em nhé, nhớ chăm sóc bà ấy nhé. Vào đây để em thấy từ đầu tới đuôi toàn chị Thư lo cho em.